Lý Phủ. Lý Nạc kinh ngạc nhìn xem sư tôn, hỏi. Ngay cả ngài đều không phải là bệ hạ đối thủ. Tô Tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngũ đại vương triều hoàng đế, thân phụ vương triều đại khí vận, bình thường đệ lục cảnh, không phải là bọn hắn đối thủ. Tại đại hạ cương vực bên trong, thực lực của hắn càng là vô hạn tiếp cận đệ thất cảnh. Lý Nạc còn là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Hắn duyệt sách vô số, nhưng cho tới bây giờ không có trên một quyển sách viết qua những này. Nếu nói tới việc này, Tô Tĩnh dứt khoát giải thích càng thêm kỹ càng một chút, nói ra, xác thực nói, hoàng gia cũng thuộc về chư tử bách gia một loại, chỉ bất quá một nhà này tương đối đặc thù, bọn hắn không cần tu hành, chỉ cần trở thành quân chủ một nước, liền có thể tại thời gian rất ngắn bên trong có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chư tử bách gia trong thư tịch, tựa hồ biến mất liên quan tới hoàng gia miêu tả. Lý Nặc ngược lại là có thể lý giải. Căn cứ sư Tôn nói, hoàng gia tu hành, đại khái là đơn giản nhất. Hoặc là nói, Hoàng gia căn bản không cần tu hành. Hoàng đế bản nhân, đại biểu mảnh đất này cao nhất ý chí, chỉ cần trở thành hoàng đế, liền có thể trở thành một nước người mạnh nhất. Quốc gia càng là cường đại, hoàng đế bản nhân thực lực càng mạnh. Cái này nhưng so sánh tu cái gì pháp gia, nho gia, võ đạo nhẹ nhõm nhiều. Nếu như tất cả mọi người biết chuyện này, bất lợi cho quốc gia cùng đại lục hài hòa cùng ổn định. Đương nhiên bất kỳ cái gì lực lượng thu hoạch được, đều là có đại giới. Một quốc gia chỉ có một người có thể có được loại lực lượng này, đó chính là hoàng đế bản nhân, mà dòng dõi của hắn sẽ rất khó có mặt khác thiên phú tu hành. Trừ phi đi pháp gia, nho ra loại này dựa vào ngoại lực tu hành con đường. Bây giờ hoàng thất đã từng cũng là một cái có trí cao võ đạo huyết mạch thế gia, cùng vương gia, bùi gia, thôi ra không hề khác gì nhau. Nhưng khi lý gia ngồi vững vàng giang sơn đằng sau, hậu đại bên trong, liền không có đi ra võ đạo thiên tài. Hoàng gia thiếu hụt, còn không chỉ như thế. Hoàng đế mặc dù có được lực lượng cường đại nhưng không có cùng thực lực sẽ xứng đôi thọ nguyên. Sư Tôn nhìn xem liền so nhạc mẫu đại nhân lớn một chút tuổi thật đã có 120 tuổi liền xem như sống thêm 60 năm cũng không phải việc khó gì. Nhưng hoàng gia tuổi thọ lại cũng không so với người bình thường dài. Mà lại, hoàng đế thực lực cùng quốc gia chiều sâu khóa lại. Một khi quốc lực suy yếu quốc thủ bị nước khác xâm chiếm thực lực của hắn cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Nếu như quốc gia diệt vong hắn tất cả lực lượng đều sẽ biến mất. Khó trách hắn thân là một nước hoàng đế, dám một mình xuất cung, đối mặt đệ lục cảnh võ đạo bán thánh, cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt. Trong chiều cao thủ, cũng đều yên tâm an bài ở trong quân, bởi vì hắn đối với thực lực của mình, có đầy đủ tự tin. Bất quá, Lý Nạc nhìn ra bệ hạ nhìn sư tôn trong ánh mắt, hay là ẩn chứa một tia hâm mộ. Hắn nhìn xem tuổi trẻ, nhưng đã có 60 tuổi cao linh, không có khả năng lại làm 60 năm hoàng đế. Lý Nạc trở về hoàn hồn, đối với hoa sơn cùng hàng sơn cùng kinh kỳ mặt khác ba môn phái tông sư chấp tay nói ra thật có lỗi đem các vị tiền bối liên lụy vào sớm biết hôm nay là như vậy tình huống hắn cũng không cần viết cái kia mấy phong thư những này tông sư cũng đều nhao nhao ôm quyền ngữ khí mười phần khách khí không 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 tại trường an mấy ngày nay lão phu được ích lợi không nhỏ ha ha tiểu hữu có việc chúng ta há có không giúp trì lễ có tô tiền bối tại chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì Lý Nặc cùng những này tông sư khách sáo thời điểm, một bên khác, Thuần Vương mới từ vừa rồi cái kia to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Nghe nói U Vương liên hợp nhiều người như vậy đối với Huyền Tĩnh nổi lên, hắn lập tức liền dẫn người chạy tới. Bất quá, Thuần Vương phủ chút người này, căn bản không đáng chú ý. Nhưng không nghĩ tới, U Vương dẫn người thanh quân chắc, kết quả phụ hoàng ngay ở chỗ này. Ngay tại hắn lo lắng phụ hoàng sẽ bị dư luận lôi cuốn lúc, bỗng nhiên biết được, năm đó thái tử cái chết lại là hán vương cùng u vương ở sau lưng mưu đồ trong lúc thoáng qua công thủ dịch hình hán vương cùng u vương tại chỗ bị biếm thành thứ dân đi theo hắn gây chuyện đám người cũng bị cấm quân cầm xuống sự tình đảo ngược nhanh chóng chuyển hướng to lớn cho dù là hắn cũng cần một chút thời gian tiếp nhận lấy lại tinh thần đằng sau hắn lập tức nhìn về phía lý huyền tĩnh hỏi ngươi đã sớm biết chuyện này đúng hay không lý huyền tĩnh nhẹ gật đầu thuần vương cả giận nói ngươi biết vì cái gì không nói cho ta, làm hại bản vương phí công lo lắng một trận, ngươi biết bản vương có bao nhiêu lo lắng sao. Lý Huyền Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, chuyện này liên lụy rất rộng, sớm nói cho điện hạ, chưa chắc là chuyện tốt, đại lý tự còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta đi trước đợi đến xử lý xong những sự tình kia lặng lẽ, ta lại cùng điện hạ giải thích. Thuần vương cũng chỉ có thể khoát tay áo, nói ra, đi thôi đi thôi. Bắt nhiều người như vậy, đại lý tự hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình phải bận rộn có thể đoán được chính là tiếp xuống thật nhiều ngày hắn chỉ sợ bận bịu liên gia đều về không lý huyền tĩnh rời đi về sau hắn mới đi đến lý nặc bên người hỏi đông cung một án đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi biết không lý nặc nhẹ gật đầu án này là hắn toàn bộ hành trình điều tra theo vào cả sự kiện chân tướng hắn tự nhiên nhất thành nhị sở đại hạ vương triều là đương kim đại lục năm cái cường đại nhất vương triều một trong trở thành đại hạ hoàng đế, không chỉ có sẽ có được trí cao quyền lực, đồng thời cũng sẽ có được vô thượng thực lực, ai không muốn ngồi lên vị trí kia. Nhưng ở Đông Cung có chủ tình huống dưới, Hán Vương cùng U Vương là không thể nào nhúng chàm vị trí kia. Thế là bọn hắn liền liên hợp khi đó phụ trách Đông Cung tất cả sự vụ Đông Cung thiếu chiêm sự lâm phủ chi. Thông qua uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn, đón mua thái tử bên người một chút quan viên, cùng nội cung nữ quan. Những người này phẩm cấp rất thấp, nhưng lại cũng là có thể tiếp xúc gần gũi đến thái tử người như tư kinh cục giáo thư lang cố văn hàn chức trách của hắn là chỉnh lý khảo đính thái tử mỗi ngày muốn nhìn sách báo điển tịch nội trực cục thư lại trịnh thiên hưng chức trách của hắn chỉ có một cái đó chính là cho thái tử mài mực điển thiện ngô tông quảng điển dược hà đông điển phủ từ trí càng là có thể trực tiếp tiếp xúc thái tử thường ngày áo cơm mà mấy vị kia nội cung nữ quan bình thường cần thiết thân phục thị thái tử cùng nội cung phi tử cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến thái tử bị minh kính ti âm thầm bắt đi trước nội cung trưởng viên tạ tiểu ngọc lộ ra đông cung chiêm sự phủ thiếu chiêm sự lâm phủ chi yêu cầu nàng đem một loại thuốc bột bôi lên ở bên trong cung tất cả phi tử gian phòng cắm hoa phía trên nàng là nội cung trưởng viên trưởng quản nội cung viên uyển một loại trong đó chức trách chính là mỗi ngày hái tươi mới nhất đóa hoa làm thành cắm hoa đặt ở nội cung phi tử trong phòng loại thuốc bột này là không độc lại vô sắc vô vị người bình thường tiếp xúc cũng sẽ không có quá rõ ràng phản ứng nhưng thái tử bản thân hoạn có bệnh phổi, thường xuyên tiếp xúc loại thuốc bột này sẽ dụ sứ bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu, liền ngay cả ngự y đều tra không ra kết quả. Huống chi, khi đó phủ thái tử ngự y cũng bị bọn hắn lấy thủ đoạn nào đó thu mua. Cố Văn Hàn, ngô tông quảng, còn có mấy tên khác nội cung nữ quan mặc dù chết rồi, không có cách nào kiểm chứng, nhưng không khó suy đoán, bọn hắn làm là giống như tạo tiểu ngọc sự tình. Những người này cùng thái tử sinh hoạt hàng ngày cùng một nhịp thở, có thể thần không biết quỷ không hay làm đến đây hết thảy thông qua loại phương pháp này mưu hại thái tử là một cái dài đằng đẵng quá trình nguyên nhân chính là như vậy tất cả mọi người không từng có nghi coi là thái tử là chết bởi bệnh phổi trên thực tế thái tử thật là chết bởi bệnh phổi nhưng nếu là không có bọn hắn thái tử bệnh phổi khả năng cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh kinh triệu doãn lâm phủ chi tham dự việc này hán vương cùng hắn đứng tại trên cùng một con thuyền cũng sẽ không là vô tội về phần u vương khi thật lý nạc chỉ là suy đoán cũng không có trực tiếp chứng cứ thông qua mấy cái kia bị vòng ra danh tự lễ bộ trưởng cố triệu hà nhất định là phát hiện việc này muốn tìm u vương mật báo nhưng lại vì vậy mà mất mạng cho nên lý nạc dám chắc chắn năm đó sự tình nhất định có u vương phần lý nạc không biết tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao thân là đông cung thiếu chiêm sự lâm phủ chi tại sao muốn phản bội thái tử chuyển đầu hán vương cũng không biết bọn hắn năm đó là thế nào thuyết phục nhiều người như vậy mưu hại thái tử nhưng không thể không thừa nhận chính là kế hoạch của bọn hắn có thể xưng hoàn mỹ. Dòng dã 10 năm, đều không có người phát hiện mánh khóe. Cho dù là Lý Nạc trước đó điều tra vài kiện bản án, đều cùng án này có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, hắn cũng không có liên tưởng đến phương diện này. Thẳng đến hắn tiến vào Hồng Lư Tự, trùng hợp tham gia ngô tông quảng tăng lễ, mới rút cục mới tại pháp điển nhắc nhở dưới, phát hiện một chút mánh khóe. Không thể không để mà nói là bọn hắn bày ra ngoài ý muốn tử vong, rất có thủ đoạn. Nhưng nếu không có pháp điển, Lý Nặc căn bản không có khả năng phát giác được mảy may dị thường. Cái này có lẽ chính là làm nhiều sai nhiều. Chuyện này bản thân chính là chu cửu tộc sự tình, coi như không giết bọn hắn, bọn hắn cũng không dám tiết lộ mảy may. Vội vã giết người diệt khẩu, sơ hở ngược lại càng ngày càng nhiều, dẫn đến đầy bàn đều thua cục diện. Hiểu rõ xong việc tình tất cả sau khi trải qua, thuần vương thở thật dài, nói ra, vì một cái hoàng vị, huyên áo thủ túc tương tàn, thật sự là nghiệp chướng ả. À. Hình bộ ngự sử đài quan viên, nhận được chiếu lệnh đằng sau, liền vội vàng chạy đến. Bất quá, đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, chuyện nơi đây đã kết thúc. Từ lý nạc trong miệng, biết được chuyện đã xảy ra tất cả mọi người đều có chút không thể tin vào tai của mình. Thái tử cái chết, lại là hắn vương cùng u vương mưu đồ. Không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, liền nghe đến thuần vương câu này cảm thán. Bọn hắn dùng một loại khó mà nói rõ ánh mắt nhìn thuần vương. Thuần vương là chư hoàng tử bên trong, không có nhất bối cảnh hoàng tử, không có cường đại mẫu tộc, không có triều thần chỗ đứng, cũng không có thế gia duy trì. Lại vẫn cứ là hắn, đi tới vị trí hiện tại hắn vương cùng U vương, vì hoàng vị, không tiếc mưu hại thái tử, mười mấy năm qua, trên triều đình tranh đầu rơi máu chảy. Bệ hạ liền xem như không giết bọn hắn, hai người cũng triệt để cùng hoàng vị vô duyên. Muốn lấy được nhất hoàng vị người, trước hết nhất bị loại. Mỗi ngày cười ha hả, cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi tranh cái gì thuần vương, không hiểu thấu trở thành hoàng trưởng tử, cũng là đại hạ hoàng vị thứ nhất thuận vị kế thừa. Cái này có lẽ chính là người ngốc có ngốc phúc đi. Thuần vương rốt cục ý thức được sự tồn tại của những người này, hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Hình bộ cùng ngự sử đại người là phụng hai vị tể tướng chiếu lệnh đến bắt đại lý tự khanh. Đợt trước bắt đại lý tự khanh người đã tiến đại lý tự. Ngự sử trung thừa khoát tay áo, nói ra, không có gì, chúng ta đi ngang qua, tùy tiện nhìn xem. Lúc này, đại lý tự, gian nào đó rộng rãi sạch sẽ trong nhà tù, hán vương cùng u vương bị hái đi mũ miệng, nhốt tại cùng một chỗ nhà tù, hai người ngồi tại bên giường đều là im lặng im lặng. bọn hắn nghĩ tới hôm nay thanh quân chắc có thể sẽ thất bại, nhưng chưa từng nghĩ qua là lấy phương thức như vậy thất bại, thất bại thảm hại, lại không xoay người cơ hội. nhà tù từ bên ngoài mở ra một bóng người chậm rãi đi tới, u vương ánh mắt lấp lánh nhìn xem lý huyền tĩnh, hỏi: đây hết thảy đều là ngươi tính toán, lý huyền tĩnh, ngươi thật là ác độc à? Nếu Lý Huyền Tĩnh đã nắm giữ năm đó Đông Cung một án chứng cứ, chỉ cần bẩm báo Phụ Hoàng, hai người căn bản không có thanh quân chắc cơ hội. Lấy minh kính ti năng lực tình báo, hắn không có khả năng không biết bọn hắn những ngày này hành động. Hắn là cố ý bỏ mặc bọn hắn mặc kệ vì đêm hôm nay người hưởng ứng, một mẻ hốt gọn. Lý Huyền Tĩnh sau lưng, một bóng người chậm rãi đi tới. Hán Vương cùng U Vương nhìn thấy thân ảnh kia, trên mặt theo bản năng hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nhưng một cái chớp mắt đằng sau, U Vương sắc mặt liền khôi phục như thường, việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Hạ Hoàng nhìn xem hai người, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, hai người các ngươi nghịch tử. U Vương giật giật khóe miệng, chào phúng cười một tiếng, nói ra, Phụ Hoàng cần gì phải nói chúng ta đây, chúng ta làm đây hết thảy, không đều là Phụ Hoàng dạy cho chúng ta sao. Hạ Hoàng giận tím mặt, một cỗ vô hình khí thế khóa chặt U Vương, nghiêm nghị nói, nghịch tử, ngươi nói cái gì? U Vương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, Tại dưới áp lực cực lớn này, cưỡng ép ngồi ngay ngắn, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao năm đó những cái kia vương thúc, không phải cũng là bị phụ hoàng từng cái từng cái diệt trừ, mới đến phiên phụ hoàng ngươi ngồi vị trí hoàng đế này. Ta chẳng qua là tại bắt trước phụ hoàng năm đó cách làm, chỉ bất quá, ngươi thành công, chúng ta thất bại, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ thế thôi. Thoại âm buông xuống, u vương cả người, bỗng nhiên lơ lửng tại không trung thật chặt bưng bít lấy cổ họng của mình, sắc mặt do trắng biến xanh, do xanh biến tím ngay tại hắn cảm thấy mình phải chết thời điểm cả người bỗng nhiên trùng điệp ngã xuống đất nhưng hắn đã không lo được đau đớn trên thân thể giống một đầu rời đi nước cá từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ hạ hoàng ánh mắt liếc nhìn hai người hỏi năm đó sự tình còn có ai tham dự u vương tạm thời nói không ra lời hán vương trầm mặc một lát nói ra năm đó tất cả người tham dự đều đã bị ta xử lý xong chỉ còn lại có nội cung trưởng thực đinh phương một người sống hạ hoàng tiếp tục hỏi mưu hại thái tử là ai chủ ý u vương ho khan vài tiếng nói ra là ta hạ hoàng tiếp tục hỏi các ngươi là thế nào làm hán vương gặp u vương mở miệng khó khăn chủ động nói ra có người cho u vương một loại thuốc bột có thể cho thái tử bệnh phổi dần dần tăng thêm ta đón mua đông cung một chút cấp thấp quan viên để bọn hắn đem thuốc bột bôi lên tại thái tử thường xuyên tiếp xúc vật phẩm phía trên lẫn vào đồ ăn chén thuốc bên trong hạ hoàng nhìn về phía u vương hỏi cho ngươi thuốc bột người đâu u vương cúi đầu nói ra đã âm thầm xử lý một lát sau hạ hoàng đi ra nhà tù lý huyền tĩnh cùng đi theo ra hỏi bệ hạ xử trí như thế nào hán vương cùng u vương hạ hoàng thở phào một hơi nói ra trước giam giữ đi cái kia những người khác trẫm không muốn nhắc lại chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi hạ hoàng phất phất tay thân thể tại nguyên chỗ dần dần làm nhạt biến mất lý huyền tĩnh một lần nữa đi trở về nhà tù u vương hư nhược dựa vào ghế hỏi ngươi là thế nào phát hiện Lý Huyền Tĩnh nói nhiều như vậy đông cung quan viên cái chết rất khó để cho người ta không nghi ngờ u Vương nhìn về phía Hán Vương nói ra đều là ngươi tự cho là thông minh à Hán Vương trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hối tiếc nhưng không có nói cái gì Lý Huyền Tĩnh ngồi tại trên một cái ghế khác hỏi liên quan tới năm đó đông cung tri án còn có một số chi tiết muốn hỏi một chút hai vị điện hạ Hán Vương tựa lưng vào ghế ngồi nói ra ngươi hỏi đi lý huyền tĩnh nhìn về phía hán vương hỏi điện hạ là như thế nào thuyết phục khi đó thân là đông cung thiếu chiêm sự lâm phủ chi tham dự mưu hại thái tử kế hoạch hắn tại đông cung địa vị cũng không thấp vì sao muốn phản bội thái tử hán vương trầm mặc không nói lý huyền tĩnh nói điều lúc này điện hạ cũng đừng có còn muốn che chở kinh triệu doãn tạ tiểu ngọc hướng bệ hạ bàn giao hết thảy hắn không có khả năng đào thoát quan hệ hán vương thở dài nói ra đều là bản vương hại hắn à hắn lần nữa trầm mặc một lát nói ra, bản vương lấy hắn vợ con tính mệnh bức bách, hắn chỉ có thể giúp bản vương làm việc. Lý Huyền Tĩnh nâng bút ghi chép vài câu, lại hỏi, đông cung những quan viên khác đâu? Hắn vương nói, uy bức lợi dụng, đông cung quan viên quá nhiều, bọn hắn đi theo thái tử, chưa chắc có tốt bao nhiêu tương lai. Bản vương có thể hứa hẹn bọn hắn càng nhiều, huống hồ, bản vương lấy người nhà của bọn hắn là uy hiếp, bọn hắn cũng không dám không theo. Lý Huyền Tĩnh nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra điện hạ rất giỏi về uy bức lợi dụng lung lạc lòng người cái kia mười mấy người phàm là có một người hướng thái tử mật báo các ngươi sớm tại mười năm trước đó liền đã thất bại hán vương lần nữa thở dài lúc kia hắn rất dễ dàng liền đón mua những người kia thành công mưu hại thái tử lúc kia hắn cho là hắn cùng phụ hoàng một dạng là thiên mệnh sở quy hiện tại xem ra khả năng này chỉ là vận khí mà thôi lúc này một tên đại lý tự quan viên vội vã chạy vào nhà tù nói ra đại nhân không xong kinh triệu doãn lâm phủ trì tự vẫn hán vương nghe vậy đột nhiên đứng người lên thất thành nói cái gì ngươi nói cái gì một lát sau đại lý tự một đám quan viên đi vào một gian khác nhà tù kinh triệu doãn là quan to tam phẩm lại là năm đó đông cung á nhân vật trọng yếu hắn nhà tù cùng những người khác nhà tù có chỗ khác biệt nhà tù vách tường bị dùng thật dày vải mềm bao hết đứng lên cũng không có xà nhà loại hình đồ vật bàn chân trải qua rèn luyện tìm không thấy bất luận cái gì bé nhọn vật phẩm, chính là lo lắng hắn tại trong đại lao tự vẫn. Thời khắc này kinh triệu doãn, tựa ở nhà tù góc tường, khóe miệng có một tia máu đen tràn ra. Đại lý tự quan viên sau khi kiểm tra, đi đến Lý Huyền Tĩnh bên người, nói ra, đại nhân là uống thuốc độc tự vẫn, hắn đem túi độc sớm giấu ở trong miệng, hẳn là biết khó thoát khỏi cái chết, vì để tránh cho cha tấn, sợ tội tự vẫn. Một bên khác trong phòng giam, hắn vương lớn tiếng nói, thả bản vương ra ngoài, thả bản vương ra ngoài. Lý Huyền Tĩnh đi đến hắn cửa phòng ra miệng, nhìn về phía sau lưng, nói ra, mở ra cửa nhà lao đi. Cửa nhà lao vừa mới mở ra hắn vương liền vọt ra nhưng hắn cũng không có đào tẩu, mà là nhằm vào tiến vào một gian khác nhà tù. Trong nhà tù, rất nhanh liền truyền đến hắn bi thống đến cực điểm thanh âm. Phủ chi, là bản vương hại người hà. Một tên đại lý tự quan viên nhìn về phía Lý Huyền Tĩnh, hỏi, đại nhân, kinh triệu doãn thi thể, nên xử trí như thế nào? lý huyền tĩnh quay đầu mắt nhìn nói ra trước cáo chi bệ hạ đi sau một lát hắn đi vào dưới mặt đất tử lao bị giam tại nhà tù một bóng người nhìn thấy hắn lúc đột nhiên đứng người lên nắm lấy nhà tù hàng rào nói ra chúng ta không biết hán vương cùng u vương mưu hại thái tử sự tình mau thả chúng ta sớm biết hán vương cùng u vương thế mà lại cuốn vào mưu phản đại án vương nhạc chắc chắn sẽ không lựa chọn hai người bọn họ bất quá trong lòng của hắn cũng tịnh không lo lắng Vương gia cùng án này không quan hệ, địa vị của hắn lại không tầm thường, đại hạ triều đình sẽ không bắt hắn thế nào. Lý Huyền Tĩnh nhìn xem hắn, thản nhiên nói: không cần rào biện, hán vương cùng u vương đã nhận tội năm đó mưu phản tri án, vương gia cũng có tham dự. Nếu không, hôm nay như thế nào lại triệu tập mấy vị tông sư vội vã như thế đến diệt bản quan miệng? Vương Nhạc ngu ngơ nguyên địa, một lát sau, cách hàng rào chỉ vào Lý Huyền Tĩnh nói ra: ngươi không nên ngậm máu phun người, ta không biết chuyện này. Mười năm trước ta căn bản không biết bọn hắn, ngươi đây là nói xấu, ta muốn gặp bệ hạ, để cho ta gặp bệ hạ. Lý huyền tĩnh lắc đầu, nói ra, bệ hạ không rảnh gặp ngươi, ngươi như muốn lời giải thích, đi tìm thái tử giải thích đi, có lẽ thái tử sẽ tin ngươi. Vương nhạc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thái tử đã chết mười năm, hắn làm sao tìm được thái tử giải thích. Lý huyền tĩnh mắt nhìn sau lưng quan viên, nói ra, vương nhạc tham dự mưu hại thái tử, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần, lập tức trảm quyết không được sai sót lý huyền tĩnh ngươi hắn vương nhạc không chỉ có được phong tu vi liền ngay cả miệng cũng bị che lại ánh mắt phẫn nộ vừa sợ sợ nhìn xem lý huyền tĩnh dãy dụa lấy bị cưỡng ép mang đi trong nhà tù còn lại mấy vị tông sư cũng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn vương nhạc mặc dù không phải vương gia trưởng tử nhưng là vương gia thế hệ này võ đạo thiên phú cao nhất vương gia đối với hắn tấn cấp địa lục cảnh ôm lấy rất lớn hy vọng hắn thậm chí ngay cả vương nhạc cũng dám giết khi lý huyền tĩnh ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm năm người thân thể đồng thời run một cái không để ý tông sư mặt mũi phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất giọng run run nói chúng ta cái gì cũng không biết tha mạng à đại lý tự tử lao bên trong một vị đại lý tự quan viên đi tới nói ra bẩm đại nhân vương nhạc đã đền tội mấy vị vương gia tông sư còn quỳ trên mặt đất nghe vậy thân thể đều là run lên sắc mặt trắng bệch một mảnh đây chính là vương gia võ đạo thiên kiêu vị kế tiếp đệ lục cảnh hy vọng hắn thế mà cứ như vậy giết hắn thật không sợ vương gia trả thù năm vị tông sư thiết thực ngửi được mùi vị của tử vong lý huyền tĩnh từ trong tay áo lấy ra một cái bình xứ vứt trên mặt đất bình tĩnh nói trong bình có mấy quả đan dược hoặc là ăn hoặc là chết mấy vị tông sư chưa từng do dự mảy may cơ hồ là cướp nhặt lên bình xứ từ đó đổ ra mấy viên đan dược bọn hắn khổ tu mấy chục năm thật vất vả mới trở thành tông sư, không người nào nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Mặc dù không biết đó là đan dược gì, nhưng mặc kệ là đan dược gì, đều so giống vương nhạc một dạng, bị lập tức chém đầu muốn tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, bọn hắn có 5 người, nhưng từ trong bình đổ ra đan dược, cũng chỉ có bốn khỏa. Ta, ta trước nhìn thấy, chờ cướp của ta đan dược, muốn chết. Vì bốn khỏa đan dược, năm vị được phong tu vi tông sư, lại giống như là du côn lưu manh một dạng, tại nguyên chỗ ẩu đấu. Cuối cùng, cướp được đan dược bốn người, không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Chỉ còn lại có một người, ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, Lý Huyền Tĩnh từ trong tay áo lại lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, từ đó đổ ra một viên đan dược ném cho hắn, ánh mắt liếc nhìn đám người một chút, thản nhiên nói: "Cũng không phải không có, tranh cái gì?" Vị lão giả kia trước tiên đem đan dược nuốt vào. Mặc dù chân khí bị phong tại thể nội, nhưng bọn hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được theo đan dược vào miệng trong cơ thể của bọn hắn nhiều một chút không tốt lắm đồ vật một lão giả thử thăm dò đại nhân ngài cho chúng ta ăn là đan dược gì lý huyền tĩnh không có giải thích chỉ là đứng tại chỗ chờ đợi một hơi hai hơi ba hơi mấy tức đằng sau năm vị tông sư biến sắc tuần tự quỳ dạp xuống đất dưới da mạch máu bạo khởi giống như là có sinh mệnh kịch liệt nhúc nhích bọn hắn cũng đều ngã trên mặt đất ôm thân thể thống khổ riêng gì. Võ đạo tu hành là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ, nhưng tu hành thống khổ so ra kém giờ phút này thống khổ vạn nhất. Tựa như là bị người dùng đao, từng mảnh từng mảnh cài lấy trên người huyết nhục. Thời gian qua một lát, mấy người toàn thân liền bị ướt đẫm mồ hôi. Liền ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện một mảnh vết ướt. Đau từng cơn qua đi, mấy người nằm trên mặt đất, ngay cả động một chút khí lực cũng không có. Lý Huyền Tĩnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, mở miệng nói lần tiếp theo phát tác thời gian là sau 10 ngày, loại độc này mỗi 10 ngày phát tác một lần, mỗi một lần thời gian kéo dài đều sẽ so trước một lần càng lâu, cũng càng thêm thống khổ, có thể hay không cầm tới giải dược, liền nhìn các ngươi cái này 10 ngày biểu hiện. Năm người đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều là than nhẹ một tiếng. Mặc dù cực không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Một bóng người, gian nan từ dưới đất bò dậy, nửa quỳ trên mặt đất, nói ra, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa mấy người khác cũng đều nhao nhao bắt trước quỳ ở trước mặt lý huyền tĩnh cung kính nói nguyện vì đại nhân ra sức trâu ngựa đại lý tự nhà tù đã kín người hết chỗ đại lý tự bên ngoài trường an cũng đã triệt để xôn xao trước mắt bao người u vương mang theo cả triều quyền quý các bộ quan viên thậm chí còn kích động vô số học sinh lấy thanh quân chắc tên tiến về lý huyền tĩnh trong nhà rõ ràng là chạy giết lý huyền tĩnh đi ai có thể nghĩ tới u vương náo động lên lớn như thế chiến trận kết quả lại là đem chính mình cùng hán vương đưa vào đại lý tự không chỉ có là hắn cùng hán vương tín vương tuyên vương cát vương còn có tất cả tham dự sự kiện lần này triều thần quyền quý giờ phút này cũng đều tại đại lý tự trong phòng giam đợi lấy lý huyền tĩnh tâm tính cùng thủ đoạn có thể tưởng tượng là bọn hắn lần này rơi xuống lý huyền tĩnh trong tay nên đón bọn hắn sẽ là dạng gì kết cục hoàng gia hết thảy mới tám vị giám quốc hoàng tử đại lý tự giờ phút này qua năm vị hán vương cùng u vương đã bị biếm thành thứ dân, mặt khác ba vị hoàng tử, còn không biết sẽ như thế nào xử trí. Dân chúng nhau nhau đi đến đầu đường, đều đang nghị luận việc này. Dân gian đối với việc này, đã có nhiều cái suy đoán. Nhất làm cho người tin phục một loại suy đoán là U Vương cùng Hán Vương, biết đại lý tự khanh đang truy tra năm đó đông cung bản án, muốn mượn thanh quân chắc tên, giết người diệt khẩu, không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại chính mình đưa đi lên cửa. Duệ Vương Phủ Duệ Vương biết được tin tức này lúc, bị hù trên tay sách đều mất rồi thứ gì thái tử cái chết là hán vương cùng u vương hợp mưu phụ hoàng xuất hiện tại lý huyền tĩnh trong nhà đem bọn hắn hai cái biếm thành thứ dân tín vương tuyên vương cát vương hôm nay tất cả người tham dự đều bị bắt người tin tức này là thật sao từ thủ hạ trong miệng xác nhận việc này hắn kinh hãi thật lâu đều nói không ra nói tới hán vương cùng u vương bị giáng chức hoàng vị thiếu đi hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh hắn lại một chút cao hứng cảm xúc đều không có ngược lại là bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nếu như lúc trước hắn đã đáp ứng u vương cùng bọn hắn cùng một chỗ nhằm vào lý huyền tĩnh hắn hiện tại hẳn là tại đại lý tự trong lao uống trà mà không phải tại dệ vương phủ đọc sách nói thật lần kia hắn thật động tâm hắn trên tay lý huyền tĩnh ăn không biết bao nhiêu thua thiệt muốn nói không hận hắn là không thể nào nếu không phải ngày đó hắn vừa hay nhìn thấy trong sách ngăn được chi đạo nghĩ thầm không có lý huyền tĩnh Hán Vương cùng U Vương liền lại vô địch thủ, tình thế đối với mình ngược lại càng bất lợi, khả năng thật sẽ đáp ứng. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi nhặt lên trên đất binh pháp chi đạo lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đọc sách tốt, vẫn là phải nhiều đọc sách à?" Giờ phút này, Trung thư tỉnh. Hai vị tể tướng cũng đã biết được Lý phủ phát sinh sự tình. Trần Kinh tại năm đó Đông cung bản án cũ đồng thời, hữu tướng nhìn tả tướng một chút, nói ra: "Hắn khẳng định đã sớm mưu đồ tốt đây hết thảy." Ngươi ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện gia lão phu bây giờ hoài nghi, Vương Hành cũng là hắn cố ý giết cho Vương gia nhìn. Nói lên Vương gia, Tả tướng Nhu Hòa trong ánh mắt hiếm thấy hiện lên mấy phần tàn khốc. Hữu tướng thở phào một cái, nói ra, thật ác độc một chiêu à, lấy tự thân làm mồi nhử, để đông cung trì án phát huy ra tác dụng lớn nhất, đại lý tự nhốt vài trăm người, lần này, Trường An sợ là lại phải máu chảy thành sông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tả tướng, hỏi: đây quả thật là ngươi dạy đi ra đệ tử sao. Lý Huyền Tĩnh tại chiều 20 năm, hắn mắt thấy Lý Huyền Tĩnh từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Tả tướng một thân chính khí, từ trước tới giờ không mảnh tại bày âm mưu quỷ kế gì, chiều thần ai cũng kính phục. Làm đệ tử của hắn Lý Huyền Tĩnh thì là tràn đầy tà khí. Hắn làm bất cứ chuyện gì, từ trước tới giờ không câu nệ tại thủ đoạn, vì đạt được mục đích, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho dù là một chuyện nhỏ, hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách để nó phát huy ra lớn nhất giá trị. Hồ chi là cọc này mưu phản đại án lấy hữu tướng đối với hắn hiểu rõ hắn chỉ sợ sớm đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ nhưng chỉ đem hắn vương cùng u vương kéo xuống nước hắn hiển nhiên là không vừa lòng mà hắn cũng xác thực làm được năm vị hoàng tử hơn 10 vị quyền quý trên trăm vị quan viên bây giờ bị nhốt tại đại lý tự bên trong mặc hắn xử trí thảm nhất còn muốn số vương gia trong chiều từng cái vị trí trọng yếu đều có vương gia bồi dưỡng quan viên đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành cần từ nhỏ thời điểm bắt đầu bồi dưỡng, bảo đảm bọn hắn có thể trúng tiến sĩ. Tại bọn hắn tiến vào triều đình đằng sau, còn muốn vận dụng các loại thủ đoạn cùng tài nguyên, cam đoan bọn hắn từng bước cao thăng, đem bọn hắn đưa đến vị trí trọng yếu. Cái này chỉ ít cần mấy chục năm kinh doanh, mấy trăm năm ảnh hưởng. Mà bây giờ, vương gia tại triều đình mấy trăm năm ảnh hưởng, mấy chục năm kinh doanh cơ hồ một cái không rơi, tất cả đều kinh doanh đến đại lý tự trong lao. Hữu tướng ánh mắt có chút ba động, nói ra, nhanh 20 năm, mối thủ năm đó, hắn một chút đều không có quên à, năm đó chết hơn 10 vị đồng môn, bây giờ hắn muốn đảo vương ra dễ. Hắn thoại âm vừa dứt mấy tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới. Cầm đầu hoạn quan cầm trong tay phất trần, đầu tiên là đối với tả hữu nhị tướng thi lễ một cái, sau đó mới nói. Bệ hạ chiếu lệnh, hán vương u vương đại nghịch bất đạo, mưu hại thái tử, tước đoạt thân vương vị trí, biếm thành thứ dân. Tín vương, tuyên vương, cát vương, thân là giám quốc hoàng tử, mong muội vô năng, Hủy bỏ giám quốc quyền lực, thái tử một án, lấy đại lý tự toàn quyền điều tra, ba tỉnh chư bộ nên toàn lực phối hợp. Hữu tướng đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, hoạn quan kia nhìn xem bọn hắn, nói ra: "Hai vị đại nhân, chuyện này, bệ hạ rất tức giận, đại lý tự tra án thời điểm, ba tỉnh tốt nhất phối hợp, nếu không, có thể sẽ có nghiêm trọng hơn hậu quả." Nói xong, hắn liền lắc lắc phất trần, quay người rời đi. Trung thư tỉnh quan viên đứng ở bên ngoài, biểu lộ đều là chấn động vô cùng. Ai cũng không ngờ tới, chuyện hôm nay sẽ có lớn như thế đảo ngược, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tám vị giám quốc hoàng tử, hai vị bị giáng chức, ba vị bị đoạt quyền, chỉ còn lại có thuần vương, cung vương, duệ vương ba vị. Đại lý tự đang đóng những quyền quý quan viên kia, còn không biết sẽ như thế nào xử trí. Nghe nói, bệ hạ từng nói, hôm nay tham dự thanh quân chắc sự kiện quan viên, về sau đều không cần đi lên nhà. Mặc dù chỉ là hơi hợt một câu, lại quyết định vô số quan viên tương lai tông chính tự cùng kinh triệu phủ quan viên tham dự trình độ sâu nhất mang ý nghĩa hai cái này nha môn cơ hồ tất cả quan viên đều sẽ bị đổi đi tam tỉnh lục bộ cửu tự đều có quan viên muốn không may liền trung thư tỉnh mà nói hai vị trung thư xá nhân bây giờ còn đang đại lý tự khả năng vĩnh viễn cũng không ra được đương nhiên có người không may liền có người gặp may mắn lần này trên trăm cái chức quan để chống trong đó còn có không ít là tứ phẩm thậm chí là tam phẩm chức vị quan trọng khẳng định phải có rất nhiều người lần lượt bổ sung đi lên. Có bao nhiêu người bị miễn chức, liền có bấy nhiêu người thăng quan. Loại cơ hội này, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Vừa nghĩ tới thăng quan có thể là chính mình, trung thư tỉnh quan viên, căn bản vô tâm lên nha. Ngay tại tất cả quan nha đều lòng người táo bạo lúc, mấy thân ảnh đi vào trung thư tỉnh. Nhìn người tới là đại lý tự quan viên, hai vị trung thư thị lang tự mình ra nghênh tiếp. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ, muốn trung thư tỉnh phối hợp đại lý tự tra án gặp được đại lý tự quan viên, bọn hắn tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Trung thư tả thị lang chắp tay, hỏi, mấy vị đồng liêu đến Trung thư tỉnh, có chuyện gì quan trọng? Đại lý tự thiếu khanh cũng không có cùng hắn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chúng ta muốn mấy ngày nay tất cả vạch tội lý đại nhân sổ con. Hai vị trung thư thị lang liếc nhau, mí mắt nhị không được nhảy lên, vạch tội tấu trương dựa theo quy củ. Là muốn nghiêm ngặt bảo mật, như thế công khai phá hư quy củ, về sau ai dám còn tùy tiện vạch tội. Đại lý tự thiếu khanh nói, bệ hạ mệnh lệnh đại lý tự nghiêm tra năm đó thái tử ngộ hại một án, không buông tha bất kỳ một cái nào người tham dự. Những quan viên này có thể là u vương cùng hán vương mưu hại thái tử đồng đảng, còn xin trung thư tỉnh tạo thuận lợi. Đại lý tự quan viên rất nhanh rời đi. Thời điểm rời đi, mang đi mấy trăm phần tấu trương. Bọn hắn cho ra lý do rất đầy đủ, thái tử là người kế thừa ngai vàng, mưu hại người kế thừa ngai vàng cùng cấp mưu phản, trung thư tỉnh quy củ, tại lý do này trước mặt, không thể không khiến bước. Nếu là kiên trì không cho, khó đảm bảo đại lý tự sẽ không cho bọn hắn trừ một cái bao che chứa chấp cái mũ. Lần này, chỉ sợ có càng nhiều quan viên phải gặp tai ương. Phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu đến có 200 vị trở lên quan viên, không phải mất chức, chính là bỏ mệnh. Một lần để chống nhiều như vậy vị trí, triều đình dự trữ nhân tài nhưng lại xa xa không đủ, làm sao bổ khuyết những vị trí này, đến lúc đó lại là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Chuyện này kẻ cầm đầu, U Vương cùng Hán Vương, Quả nhiên là đáng thương lại đáng hận. Thật tốt, các ngươi chọc hắn làm gì à? Lý phủ. Lý Nặc nhìn qua trước mắt pháp điển, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Pháp điển bên trên vừa rồi nhiều hơn một bức họa, là vừa rồi xông vào Lý phủ tông sư một trong. Chân dung của hắn hơi tối nhạt, hẳn là đã bị xử trảm. Hắn chết, lý Nặc tuổi thọ có chỗ biến động, có thể biến đổi không động đậy nhiều, tuổi thọ chỉ tăng thêm 100 ngày. Dưới tình huống bình thường, hợp pháp giết một vị tông sư, gia tăng tuổi thọ khẳng định không chỉ 100 ngày, bởi vì đệ tứ cảnh liền có 100 ngày, tông sư tối thiểu muốn lật cái mấy lần mới hợp lý. Bất quá, đó là đối phương chết, cùng mình mạnh tương quan tình huống. Vị này tông sư chết, cùng lý nạc quan hệ không phải rất lớn, tuổi thọ không có khả năng tăng mắc cũng bình thường. Hắn để ý, là đối với hắn vương cùng u vương xử trí. Hai vị nhất phẩm thân vương, có thể tăng thêm bao nhiêu tu vi cùng tuổi thọ, hắn là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, căn cứ pháp gia điển tịch miêu tả, Lý Nặc trong lòng cũng nói chung nắm chắc, dưới tình huống bình thường, vụ án này tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hắn từ đệ tam cảnh lên thẳng đệ tứ cảnh, ngay cả bình cảnh cũng sẽ không gặp được, thậm chí còn có thừa. Lý Nặc có chút kìm nén không được, dự định đi đại lý tự nhìn xem tình huống. Từ vừa rồi bắt đầu, An Ninh An vị ở nơi đó ngẩn người, một câu cũng không có nói. Lý Nặc đi đến trước mặt nàng, nắm tay của nàng, hỏi, "Muốn hay không đi đại lý tự nhìn xem?" Lý An Ninh thở phào một hơi, đứng người lên, nói ra, đi thôi. Trong nội tâm nàng đã sớm chuẩn bị, chỉ là khi một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi vẫn còn có chút phức tạp. Nàng rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình, hai người rời đi lý phủ, đi vào đại lý tự. Hôm nay đại lý tự, cảnh giới 10 phần xâm nghiêm, toàn bộ đại lý tự đều bị cấm quân vây lại, chỉ sợ ngay cả một con ruồi đều rất khó bay ra ngoài. Đại lý tự bên trong, cơ hồ tất cả nhà tù đều kín người hết chỗ, liền ngay cả bên ngoài dùng để quan quan viên cấm đoán nhà tù đều tràn đầy kêu oan người lý nặc tiện tay đưa tới một vị đại lý tự quan viên hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống vừa rồi bệ hạ thánh chỉ đã phát đến đại lý tự hán vương cùng u vương từ giờ trở đi đã bị biếm thành thứ dân mà tín vương tuyên vương cát vương cũng bị tước đoạt giám quốc quyền lực bị bắt những quan viên quyền quý khác cần tiếp nhận đại lý tự điều tra bảo đảm bọn hắn cùng năm đó vụ án không quan hệ sau đó mới có thể rời đi lý nạc đang đánh nghe tình huống cụ thể một vị đại lý tự quan viên đi tới nói ra công chúa phò mã lý đại nhân mời các ngươi đi qua lý nạc cùng an ninh đi vào tự khanh nha phòng lý huyền tĩnh từ sau cái bản đi tới nói ra các ngươi tới vừa vặn vụ án này là các ngươi điều tra ra phần này phán quyết các ngươi cùng một chỗ đóng dấu đi lý nạc cùng an ninh đi đến trước bàn trên bàn là một phần viết xong bản án một khi đắp lên ấn giám phần này phán quyết liên sẽ chính thức có hiệu lực phần này bản án cùng lý nặc trước kia thấy qua khác biệt là viết ở ngoài sáng màu vàng tơ lụa bên trên đây chính là hán vương cùng u vương xử trí kết quả đến cùng là bệ hạ thân nhi tử liền xem như phạm vào tội nặng như vậy bọn hắn cũng chỉ là bị tước đoạt tước vị giam cầm trong cung chí ít tính mệnh là bảo vệ đổi lại những người khác cửu tộc đều được cùng theo một lúc liên lụy dạng này xử phạt kết quả cũng không phù hợp luật pháp nhưng không có người sẽ cùng hoàng đế tranh luận những thứ này tại trước mặt phụ thân Lý Nặc cũng không có tốt khách khí. Tuy nói đây chỉ là đi một cái quá trình, nhưng vẫn là có thể nhiều gia tăng một chút tu vi, đối với Pháp gia tới nói, cũng coi là trọng yếu cảm giác nghi thức. Hắn nắm an ninh tay, an ninh cầm đại lý tự khanh ấn giám, chùm lên phán quyết phải phía dưới khi ấn giám xuất hiện tại phán trên sách lúc, phát điển bên trên số lượng, lập tức liền phát sinh biến hóa. Hắn gần nhất những ngày này, không có xử lý cái gì lớn bản án, tuổi thọ miễn cưỡng duy trì tại 3.000 ra mặt sáng vẻ. Trong chớp nhoáng này, Liên chọn vẹn tăng lên 2.000, lần đầu vượt qua 5000 số lượng. Một vị hoàng tử, liên có thể gia tăng 1000 ngày, gần như 3 năm tuổi thọ. Mà tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Pháp gia tu vi, vốn là có lạc hậu tính bình thường bản án, cho dù là án mạng, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn, trực quan cảm nhận được tu vi biến hóa. Nhưng án này ảnh hưởng thực sự quá lớn, liên lụy thực sự quá rộng. Người kế thừa ngai vàng bị giết, đủ để được xưng tụng là đại hạ kiến quốc đến nay lớn nhất bản án. Nếu như đệ tam cảnh tu vi là 100, một kiện phổ thông án mạng chỉ có thể mang đến một điểm tu vi biến hóa, phán đối với thầy một. Phán sai giảm 1, 99 cùng 101 là cảm giác không đến phạm vi, cần tích lũy tháng ngày mới có thể có biến hóa rõ ràng. Nhưng loại này kinh thiên đại án, tại 100 điểm tu vi trên cơ sở, một lần mang đến 1.000 tu vi biến hóa, chính là không giống với quá trình. Tu vi tăng trưởng quá trình, đem cực kỳ rõ ràng. Không chỉ có là hắn, an ninh trên thân, cũng truyền tới rõ ràng tu vi ba động. Mà lại so Lý Nạc càng thêm rõ ràng. Lý Nạc chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền gặp được một cái rõ ràng bình chướng. Nhưng này bình chướng cũng chỉ là trở ngại một cái chớp mắt, sau đó liền bị thuận lợi đột phá. Sau đó, đạo lực lượng này mới dần dần chậm lại xuống tới, cho đến triệt để lắng lại. Hắn phảng phất thấy được một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Hồi tưởng lại hắn con đường tu hành, hắn đột phá dễ dàng nhất, thời gian sử dụng ngắn nhất, lại là từ đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh nhập cảnh trước đó quá trình ngược lại là khó khăn nhất thậm chí để hắn có một loại càng tu càng dễ dàng ảo giác bất quá mặc dù trong thời gian ngắn như vậy liền từ đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh nhưng lý nặc vẫn cảm thấy tựa hồ còn có chút không đủ lấy vụ án này trình độ trọng yếu là hoàn toàn có thể cho hắn từ đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh hơn nữa còn có rất lớn dư thừa dườm già nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá đến đệ tứ cảnh chỉ có hắn dự đoán một nửa hiệu quả. Có thể vụ án này, hắn tham dự trình độ phi thường cao theo lý nói hẳn là có thể cầm tới hơn 9 thành, thậm chí là 10 thành viên mãn công lao. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Là hắn tham dự trình độ không đủ, công hiến không đủ, hay là có cái gì hắn sơ sót địa phương. Lý Nạc rất nhanh liền không còn suy nghĩ cái vấn đề này. Ánh mắt của hắn, nhìn chừng chừng hướng an ninh. Lý An ninh đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, cả người biến mất tại trong nhà phòng. Sau một khắc, nàng lại trống rỗng tại Lý Nạc trước mắt xuất hiện. Pháp gia đệ ngũ cảnh, đối ứng ngũ hình bên trong tội đầy, có thể cưỡng chế để cho người ta di động một khoảng cách. Tác dụng trên người mình chính là xúc địa thành thốn, cùng hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt biến mất hiệu quả như nhau. Đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh bình cảnh, có cách biệt một trời. Đồng dạng một vụ án, nàng ở trong đó đưa đến tác dụng, so lý nạc còn nhỏ, nhưng thu hoạch lại so lý nạc lớn cái này cũng không có cách nào. Ai bảo chết là thân nhân của hắn, hung thủ cũng là thân nhân của nàng. Trước kia, Lý Nạc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong nhà cái thứ nhất tiến vào đệ ngũ cảnh, lại là an ninh. Bất quá hắn cũng không hâm mộ. Bị các nàng bảo hộ cũng không tệ, hắn sớm đã thành thói quen. Phụ thân còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, Lý Nạc cùng an ninh cùng hắn cáo biệt, về đến trong nhà. Tống y nhân nhìn xem Lý Nạc cùng an ninh, luôn cảm thấy bọn hắn đi ra một triệu, trở về liền biến không giống với lúc trước. Tô Tĩnh ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại một cái chớp mắt, kinh dị nói: "Các ngươi đều đột phá?" Lý Nặc cười cười nói ra: "Cái gì đều không thể gạt được sư tôn." Tô Tĩnh lần nữa đánh giá bọn hắn vài lần, hơi có chút cảm khái nói ra: "Chư tử tu hành, hoàn toàn chính xác so với võ đạo muốn dễ dàng rất nhiều." Nàng có thể nhìn ra Lý Nặc đột phá là bởi vì trong cơ thể hắn khí tức càng thêm nội liễm, không giống trước đó như thế một chút liền có thể xem thấu tu vi của hắn. Mà đổi thành một vị tiểu cô nương, nàng thì hoàn toàn nhìn không thấu. Võ đạo cùng pháp gia là hoàn toàn khác biệt lực lượng, võ đạo tông sư lại thế nào che giấu, nàng cũng có thể một chút nhìn thấu. Nhưng đối với những nhà khác cao cảnh cường giả, chỉ cần đối phương tận lực che giấu, nàng liền rất khó cảm giác được. Giai nhân đối với an ninh đột phá, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Y nhân rõ ràng có chút không tiếp thụ được, chừng to mắt nhìn xem an ninh, hỏi ngươi đột phá đệ ngũ cảnh rồi. Nhìn thấy y nhân biểu lộ, an ninh đắc ý dương lên cái cằm, nói ra, không tin, ngươi có thể thử một chút. Y nhân bán tín bán nghi công tới, nhưng khi nàng xuất hiện tại nàng một trượng phạm vi bên trong lúc, bỗng nhiên thấy hoa mắt, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài cửa ra vào. Nàng không tin tà thử mấy lần, nhưng mỗi một lần chỉ cần tới gần nàng, liền sẽ bị truyền tống rời đi. Một lần cuối cùng thời điểm, nàng không có bị truyền tống đi, nhưng cả người lại bị ổn định ở nguyên địa, ngay cả một ngón tay cũng không thể động. Lý Nặc nhìn buồn cười, tại hiện tại an ninh trước mặt, nàng căn bản không có sức phản kháng. Y nhân căn bản không hiểu pháp gia đệ ngũ cảnh thủ đoạn. Gặp được võ đạo tông sư, nàng có lẽ còn có thể quần nhau mấy chiêu. Sang pháp gia đệ ngũ cảnh, đã có thể nắm giữ đầy đủ thiên địa chi lực, đối với cảnh giới so với nàng thấp võ giả, hoàn toàn là hàng duy đà kích. Đừng nói là nàng, liền xem như nhạc mẫu đại nhân, đối đầu hiện tại an ninh, cũng không thể tránh được. Đương nhiên, tông sư chân khí không gì sánh được hùng hậu, an ninh cũng không làm gì được nàng. Lý an ninh đi đến tống y nhân trước mặt, giật giật mặt của nàng, vừa cười vừa nói, có phục hay không, muội muội Đánh không lại người khác, tống y nhân đành phải từ phương diện khác lấy lại danh dự, bị xua tan cầm cố đằng sau, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực nói ra, cái gì muội muội ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi tỷ tỷ. Lý An Ninh giật giật khóe miệng đồng dạng ưỡn ngực nói, ngươi chỗ nào lớn, Tống y nhân bị nàng nguyên địa ưỡn ngực động tác đụng lui về sau hai bước, bờ môi giật giật, lại cũng không nói gì đi ra thẳng tắp eo, cũng rốt cục cong xuống dưới.